Hello, xin chào các bạn. Như ở video trước mình có giới thiệu chương trình sự kiện săn đin giày dép giá 8.000 trên Lazada, mình cũng có làm video hướng dẫn. Và hôm đó mình có săn cái đôi dép cao su cực bền không thấm nước size 40, số tiền là 39.000, phẩm giá 8.000. Trong đơn hàng mình mua thêm một đôi giày 8.000 nữa, tổng là 16.000 và ship là 42.000 cho một đôi giày và một đôi dép. Đôi giày mình sẽ giới thiệu ở video sau, tổng cộng 58.000 cho một đôi giày và một đôi dép, quá rẻ luôn. Các bạn muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua ở dưới video cho một tỏ hoặc trong comment của video này. Thì bây giờ giá sản phẩm là 90.000. Và đôi dép được rất là nhiều bạn khen, được rất là nhiều bình luận đánh giá rất là tốt, và hôm nay cũng nhờ bạn săn được hàng. Vẫn còn mùi nhựa hơi hôi và hơi hắc, không sao, đi một thời gian sẽ hết. Cầm cực kỳ chắc chắn và tốt luôn, và rất là đầm, nặng tay, bằng cao su, quai cũng cao su, dẻo bền, chống thấm nước. Sản phẩm made in Việt Nam. Cái này thì đi vô tư dưới trời mưa, cái này phải gọi là cao su nguyên khối. Và cái nút đính kim loại cũng màu đen, mình rất thích, nếu bị gì không lo. Và đế đây có những cái lỗ chống trượt và bám rất là chắc. Đế cao su đúc nguyên khối, đi vô tư dưới trời mưa không lo hở keo bong chóc, quá chắc luôn. Toàn cao su nên khá là nặng. Đây là cái hóa đơn dép 8.000, phí giao hàng 31.000, tổng là 39.000. Vâng, quá rẻ. Giờ mình sẽ đi thử cho bạn xem. Đó, vừa in luôn. Chân dài 25cm, đi size 40. Đi cực kỳ thoải mái, nhưng mỗi tội là hơi nặng. Không sao, đi nhiều sẽ quen. Vâng, đi dép này tập thể dục, đi nhiều xong bỏ dép ra, cảm giác bay bay luôn. Mình đi trên sàn gỗ, cảm giác độ bám dính rất là tốt của cái dép này. Vâng, bằng cao su mà. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm dép cao su săn 8.000 trên Lazada. Link mua mình sẽ để dưới video này. Các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Dép này có nhiều màu như xanh, đen, vàng và giá bán là 90.000.